Chào các bạn, hôm nay gia dụng nhà Việt xin giới thiệu với các bạn chiếc vòi xịt rửa vệ sinh gắn môn cầu của hãng Hyundai. Đây là Hyundai Bidet phiên bản HB8000, là phiên bản có hai vòi xịt, một vòi đi xịt đi nặng và một vòi xịt rửa cho phụ nữ. Ngoài ra thì nó có thêm chức năng rửa đầu vòi. Đây là sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam bởi công ty Hyundai Việt Nam, bảo hành chính hãng 3 năm. Cái công ty này có nhà máy ở trong phía Việt Nam. Trong gói sản phẩm sẽ có sách hướng dẫn lắp đặt, cái phụ kiện lắp đặt. Việc lắp đặt của cái vòi xịt này thì cũng rất đơn giản. Chúng ta chỉ việc lắp vào cái bồn cầu đang có sẵn ở nhà chúng ta và chúng ta sẽ sử dụng được ngay. Các bạn chỉ việc tháo cái phần nắp của bồn cầu cũ ra và đưa cái phần vòi xịt này vào giữa và lắp lại. Còn nước thì các bạn sẽ trích từ cái phần bồn phía sau. Vậy là chúng ta đã lắp thành công rất là đơn giản. Cái phụ kiện thì có cái phần trích nước. Nước sẽ đi vào đây, trả nước về đây. Và được trích ra cái phần này để đấu vào cái vòi xịt của chúng ta. Đây, chúng ta đấu vào đây. Đây là cái phụ kiện lắp đặt. Còn đây là cái vòi xịt hai vòi của chúng ta. Một vòi xịt cho đi nặng và một vòi xịt rửa cho phụ nữ. Khi mà nước nó đẩy vào thì nó sẽ tự động đẩy ra cái này để xịt và thụt vào bằng cái lò xo. Cái vòi này thì bạn có thể tháo ra để vệ sinh được. Các bạn vặn này là nó sẽ ra thôi. Đây là mạ, nhựa mạ. Và cái này bạn có thể đẩy ra để quan sát bên trong cũng như là vệ sinh. Có lò xo để ra để vào này. Cái phần này là để cao su này để chống nước tràn ra. Đây có phần xịt rửa đầu vòi. Tức là nó sẽ có 3 chức năng. Thứ nhất là xịt đi nặng, xịt đi nhẹ, đeo cho phụ nữ ấy. Và xịt rửa đầu vòi. Xịt đầu vòi là cái chức năng xịt tự động rửa hai cái đầu vòi này. Các bạn gắn vào đây để chúng ta hoàn thiện cái việc lắp ghép cái vòi xịt. Đây, đây là vòi xịt hoàn thiện, chúng ta gồm hai vòi. Cái phần này để các bạn điều chỉnh giáp vào trong cái rìa, cái bồn cầu. Đây là cái núm điều chỉnh. Chúng ta sẽ có, để đây là tắt này. Quay sang bên này là gì ạ? Là xịt rửa đi nặng. Cái này cũng chính là chỉnh áp lực. Đấy, còn để giữa là tắt. Đây có xịt rửa đầu vòi. Sang bên này là xịt rửa cho phụ nữ. Cũng điều chỉnh được mạnh nhẹ. Thì khi vặn này thì nước nó sẽ chảy qua cái vòi này và đẩy này xuống để gì ạ? Xịt. Cái vòi xịt cho phụ nữ thì xịt êm hơn và vị trí khác. Còn vòi xịt đi nặng thì xịt là mạnh hơn. Còn cái nỗ ở đây. Để tìm hiểu kỹ hơn về cái vòi xịt rửa vệ sinh gắn bồn cầu của hãng Hyundai, có hai vòi Hyundai Bidet HB8000, các bạn có thể truy cập trang web gia dụng nhà Việt.com. Cảm ơn các bạn theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.